Vâng, chào anh chị và các bạn nha. Thì ngày hôm nay thì phải nói là tràn ngập những mẫu xe quốc dân chưa bao giờ hết hot. Nhưng quý anh chị nha, phải nói là cái ngày hôm nay thì phải nói là rất nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Và đặc biệt thêm nữa thì ngày hôm nay phải nói là Fortuner, ông anh chị nha, giá chỉ với 410 triệu cho quý anh chị. Thì ngày hôm nay thì anh chị đã thấy và tất cả cái gì trên cửa hàng của em chung tràn ngập những mẫu xe thì anh chị. Nhưng mà đặc biệt thêm nữa thì anh chị có cần những mẫu xe tập chạy, tập lái hoặc về kinh doanh dịch vụ, hoặc những mẫu xe anh chị về đi gia đình. Đó thì ngày hôm nay thì trên cửa hàng của em chung thì cũng còn khá là nhiều. Nên là tránh mất làm mất thời gian của quý anh chị thì em chung cũng chỉ có cập nhật những mẫu xe trên cửa hàng thôi nhá quý anh chị nhá. Thì chứ không có quay chi tiết, thì anh chị cần quay chi tiết xe nào đó chụp hình lại gửi qua Zalo cho em chung. Thì ngày hôm nay thì phải nói là em chung về khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Thì tất cả cái thì trên những cái trên cửa hàng của em chung thì anh chị quan tâm mẫu xe nào thì chụp hình lại. Đó, phải nói là rất nhiều sự lựa chọn thì anh chị tràn ngập những cái mẫu xe quốc dân cho quý anh chị từ 20 triệu thôi. Đó thì em chung sẽ lướt sơ một vòng cho quý anh chị luôn nhá. My heart breaks.
Đây, và ngày hôm nay thì anh chị đã thấy một em nhập khẩu Hàn Quốc vừa mới về. Đó quý anh chị, xăng dăng. Thì xe này em nó là phải nói là nhập khẩu Hàn Quốc quý anh chị nha. Được cái màu đỏ rất là yêu luôn. Thì ngày hôm nay phải nói là chút xíu em nhiều anh nhiều chị không mua, vừa rồi em Trung đã có video chi tiết rồi. Nhiều anh nhiều chị hỏi em Trung là test thử cái em này quý anh chị nha. Nói chung là cái hàng này nó thuộc cái hàng độc, hàng hiếm quý anh chị. Lại hai cầu, số tự động, máy dầu. Đó quý anh chị nha. Phải nói là riêng cái dòng này thì chỉ có với 265 triệu cho quý anh chị một mẫu xe. Đó, phải nói là 7 chỗ ngồi. Đó, 4x4 WD quý anh chị nha. Rất đẹp cho quý anh chị, 265 củ thôi. Đấy, em nó sinh năm 2006 và chút xíu em Trung sẽ test cho quý anh chị luôn. Nói chung là để mà tìm một cái mẫu xe như này thì em Trung dám cam kết quý anh chị rằng rất là hiếm. Và đây nữa thì anh chị đã thấy ngày hôm nay phải nói là từ bán tải, gọi là kính thưa các thể loại cho quý anh chị. Đây là một mẫu xe bán tải, em nó là thương hiệu đến từ Nga quý anh chị nha. Xe này thì phải nói là rất đẹp rồi. Đó, phải nói là thuộc diện Tây mà quý anh chị. To cao đẹp trai tất cả cái máy dầu hai cầu quý anh chị nha. Máy 2.0 thì em nói là phải nói là siêu tiết kiệm và bền bỉ anh chị không. Trần của em nó rất mới. Được cái xe này thì phải nói là nó zin cả xe quý anh chị nên đứng lên, và đặc biệt thêm nữa thì lên những xe ngồi nó rất là cao. Em nó là sinh năm 2016, đăng kiểm vừa khám với quý anh chị nha. Cái này thì đăng kiểm cả năm mà. Đó, giá bán cho quý anh chị rất là yêu thương, chỉ với 300 triệu thôi. Và đây nữa thì em nó là UAT cho quý anh chị nha. Và đặc biệt thì ngày hôm nay thì em Trung sẽ test cái em này cũng từ cái xe này vừa mới về ngoài Bắc vô quý anh chị. Đây là cũng em Trung cũng test thử cho quý anh chị luôn, tại vì hôm vừa rồi chưa test thử, mới chỉ có video nhẹ nhẹ thôi. Và đây nữa thì anh chị đã thấy còn một mẫu xe Mitsubishi Pajero. Em nó thì biển số xanh, thì anh chị cái xe này thì anh chị quan tâm thì chẳng hạn như là anh chị ra biển số trắng cũng rất là ok, nhưng mà phải nói là em Trung cũng thích cái biển số xanh nha. Đó, mình đi cho nó ngầu, cho nó oai quý anh chị. Đó, nếu mà anh chị cần chẳng hạn như là đi vườn, đi dãy hay là đi phượt, đó, dinh em này về thì anh chị không cần phải suy nghĩ rồi. Đặc biệt quý anh chị nha, được cái là rất đẹp luôn quý anh chị. Nói chung là xe này em Trung đã có video chi tiết rồi. Giá bán cho quý anh chị chỉ với 175 củ khoai thôi. Cái này là hàng hiếm nha quý anh chị nha. Anh chị nhìn từng ổ khóa này đang còn vàng ươm luôn. Ốc vít thì chưa có một dấu mở, cửa nẻo thì đóng chắc nịch, tất cả một cái thì anh chị không cần phải suy nghĩ rồi. Em nó là hai cầu quý anh chị nha. Đây anh chị nhìn từng táp bê này, tem mạc này. Xe này sơn zin của em nó thì phải nói là nó có độ chất sơn zin của em nó thì còn tới 80% quý anh chị. Chỉ có xe cơ quan nhà nước thì mới gọi là nó mới được đẹp vậy thôi nha quý anh chị nha. Nên là anh chị cần ra biển số trắng rất là ok luôn. Nhưng mà em cũng khuyên anh chị là để cái biển số xanh này đi luôn cho nó hay hơn. 170 triệu. Và đây nữa thì anh chị đã thấy còn một cái mẫu xe Musso xăng dong quý anh chị nha. Em nó là sinh năm 2006, hai cầu. Đó. Hôm qua hôm kia thì em Trung có giảm 10 triệu cho quý anh chị, còn 170 triệu nha. Xe này thì đăng kiểm em Trung bao đăng kiểm cho quý anh chị, vỏ lốp thì dàn vỏ mới này quý anh chị nha. Dàn vỏ không là đã thấy quá trời tiền rồi. Nội thất của em nó quý anh chị. Thì phải nói là anh chị nhìn từng những cái tapi này, chỉ có xe cơ quan nhà nước thì mới còn được như thế này thôi, chứ bây giờ để mà xe tư nhân thì em Trung dám cam kết quý anh chị không còn đâu quý anh chị. Này, tem mạc này. Nói chung là phải nói là rất đẹp cho quý anh chị. Số tự động, máy xăng, máy 2.3 nha quý anh chị nha. Chạy rất là nhẹ nhàng, em nó là hai cầu quý anh chị này. Anh chị nhìn từng những nội thất và tất cả cái thì riêng đối với những xe này thì phải nói là nó thuộc cái diện hàng cọp, hàng hiếm rồi, siêu phẩm. Hàng này là hàng limited nha quý anh chị nha. Đăng kiểm này hết cả năm, em Trung bao đăng kiểm cho quý anh chị. Và đặc biệt thêm nữa, thì anh chị cần những mẫu xe chẳng hạn như là từ 20 triệu, 30 triệu thì đằng trong kia em Trung cũng còn rất là nhiều luôn quý anh chị nha. Đây là em nó là sinh năm 2006, hai cầu, máy xăng, máy 2.3, bán cho quý anh chị với giá 170 triệu. Thì anh chị cần bớt, cần như thế nào đó thì cứ liên hệ với em Trung, gọi điện chụp hình qua và gửi qua Zalo cho em Trung nhé. Và đây thì ngày hôm nay thì anh chị này, em Trung giới thiệu cho quý anh chị một mẫu xe Mazda 323 quý anh chị. Đây, biển số xanh thì xe này hôm qua em Trung đã test cho quý anh chị rồi, chỉ với 30 triệu thôi. Thì ngày hôm nay phải nói là tràn ngập những mẫu xe trên cửa hàng. Thì nhiều anh nhiều chị hỏi em Trung là cái bán nó giá nó cao quá, thì anh chị cứ bình luận comment đằng bên phía trên giùm cho em Trung, và chẳng hạn như là cái giá này cho nó hạ xuống tầm giá bao nhiêu là hợp lý, hay là thì để biết đường bữa sau em Trung sẽ mua cái giá cái xe cho nó thấp hơn một chút xíu. Chắc là tại vì do em Trung mua nó hơi cao. Đây, thì ngày hôm nay thì anh chị đã thấy đây, đằng bên này em Trung đang còn một cái mẫu xe Suzuki tải ben. Thì xe này thì anh chị đã thấy thì bán lỗ luôn quý chị nha. Nếu mà bán 100 là coi như là lỗ 65 triệu cho quý anh chị. Đây anh chị,
Thì anh chị trên cửa hàng thì cũng phải nói là còn khá là nhiều sự lựa chọn trong quý vị, và đặc biệt thêm nữa xe tải, bán tải 5 chỗ, 7 chỗ, gầm cao, nói chung là kính thưa các thể loại. Và đây thì anh chị đã thấy còn mấy cái mẫu xe Nissan quý chị, tập chạy tập lái cho quý anh chị. Đây những xe chẳng hạn như là em Nissan này chỉ với 35 triệu thôi. Vỏ lốp đẹp, dàn vỏ mới quý chị nha. Đăng kiểm thì vừa khám và tất cả cái thì tiếp tục. Đây thì một mẫu xe Honda Accord quý anh chị, em nói là mắt nhắm mắt mở, 4 số, 1 chủ từ đầu. Và đặc biệt thêm nữa quý anh chị này, được cái là form dáng phải nói là rất là dễ yêu và thể thao quý anh chị nha. Đây phải nói là cái hàng này quý anh chị không, được cái màu vàng đồng rất là yêu luôn. Thật sự phải nói là ô tô bây giờ quá rẻ, thay một cái xe máy mùa mưa tới đổi quý anh chị. Bây giờ anh chị chỉ cần bỏ ra tầm khoảng bao nhiêu tiền đâu, 30 triệu thôi, chở cả gia đình mình không phải mưa ướt quý anh chị nha. Trong đó là anh chị lên xe là có nhạc sập sình cho quý anh chị. Đây, rất yêu chưa? Tràn ngập những mẫu xe cho quý anh chị. Và đặc biệt đây thì ngày hôm nay quý anh chị, ở đây thêm nữa lại một mẫu xe Toyota Camry. Nhưng mà phải nói là cái hàng này nó thuộc cái nồi đồng của đá mà, rất yêu luôn. Anh chị nhìn vô cái bộ nỉ trong của em nó nè, đằng trong em nó đang còn bộ nỉ zin nhá quý anh chị nha. Và đặc biệt thêm nữa đời này thôi quý anh chị, beo này em nó vẫn đang chạy nha. Tại vì cái xe này em Trung bỏ cái bình ra rồi, đâm ra để lâu có sợ nó hư cái bình quý anh chị, nên anh chị cắm bình vô, mở cửa ra, cái này nó sẽ mở ra và anh chị đóng cửa lại, cái beo này nó sẽ chạy vô quý anh chị nha. Nên phải nói là rất yêu cho quý anh chị một mẫu xe Camry thương hiệu nồi đồng cối đá, thương hiệu Nhật quý anh chị nha. Đăng kiểm vừa khám và đặc biệt thêm nữa thì vỏ lốp tất cả cái phải nói rất là đẹp cho quý anh chị. Giá bán quý anh chị chỉ với 50 triệu thôi. Đó thì ngày hôm nay phải nói là siêu hot cho quý anh chị, tràn ngập những mẫu xe chẳng hạn 5 chỗ, 7 chỗ bán tải. Đây và đằng bên đây thì anh chị đã thấy còn một cái mẫu xe em này là Vivan 7 chỗ ngồi quý anh chị nha, số tự động. Thật sự phải nói là cái hàng này là thuộc cái diện hàng hiếm cọp khó tìm quý anh chị nha. Em này thì nó sơn zin cả xe rồi. Đây quý anh chị, tem mạc này. Anh chị nhìn đứng ổ khóa này, đang còn vàng ươm 7 màu chưa? Đây, yêu chưa? Đấy, trần của em nó quý anh chị này. Nên là bởi vậy tại sao mà nhiều anh chị lên tới tận nơi và trải nghiệm, chiêm ngưỡng em nó, mình lựa ưng ý cho mình một chiếc xe. Đây quý anh chị, đây. Vô lăng chạy nhiều chạy ít anh chị chỉ cần nhìn này là thấy thôi. Đấy, số tự động nha quý anh chị. Riêng xe này thì em Trung dám cam kết quý anh chị, nó là hiếm, nó thuộc cái diện là hàng hiếm khó tìm quý anh chị nha. Vivan 7 chỗ ngồi, em nó là 4 số, 1 chủ từ đầu. Và đặc biệt thêm nữa thì trên xe, trên cửa hàng của em Trung thì giấy tờ pháp lý thì mọi vấn đề anh chị không cần phải suy nghĩ rồi. Đây, 7 chỗ ngồi yêu chưa? Chỉ với hơn 100 bạc thôi là anh chị đã sở hữu được một cái xe về chở cả đại gia đình mình đi chơi, con cái, tất cả cái phục vụ cho gia đình mình quý anh chị nha. Nên là những cái xe này anh chị đi chán, bán không có lỗ được. Sau này anh chị có này quý anh chị này, đăng kiểm thì vừa khám, dàn vỏ rất là đẹp quý anh chị nha. Đây, rất yêu chưa? Dàn vỏ đang còn lông lá luôn quý anh chị này. Đây, dàn vỏ mới nha quý anh chị nha. Cũng phải nói là màn hình Android, cam hành trình đầy đủ cho quý anh chị rồi. Nên bởi vậy cái xe này anh chị mua về chỉ việc sử dụng, không cần phải làm bất cứ thứ gì nữa rồi. 180 triệu nha. Và đây nữa thì đằng bên đây thì anh chị đã thấy một mẫu xe gầm cao Ford Everest, tràn ngập những mẫu xe cho quý anh chị. Em nó là máy dầu quý anh chị nha. Hôm vừa rồi em Trung bán 185 triệu, giảm cho quý anh chị 15 triệu, còn 170 triệu thôi quý anh chị. Dàn vỏ quý anh chị nha, rất đẹp, keo chỉ không mất phân nào. Máy thì thầm một xuân, máy dầu, nhưng mà đặc biệt là em Trung dám cam kết quý anh chị thì thầm một xuân luôn. Đấy, đăng kiểm cả năm quý anh chị nha, rất dài. Và đặc biệt thêm nữa thì anh chị đã thấy vô cái phần nội thất này quý anh chị này, rất yêu chưa, đẹp chưa. Anh chị nhìn từng những cái táp lô này, trang bị màn hình Android này, cam hành trình này, trần của em nó quý anh chị này, rất đẹp luôn. Tiếp tục quý anh chị, nội thất của em nó thì phải nói là rất yêu và đáng yêu rồi quý anh chị. Phải nói là rất nhiều cái mẫu xe cho quý anh chị lựa chọn quý anh chị nha. 7 chỗ ngồi Ford Everest gầm cao mà giá chỉ với 170 triệu cho quý anh chị một mẫu xe quý anh chị nha. Nên những xe này anh chị về đi chán bán vẫn còn có lời mà, đâm ra mọi người. Bởi vậy tại sao mà nhiều khi thật sự bây giờ những cái dòng xe này bây giờ nó hết giá trị rồi quý anh chị, hết giá trị rồi. Đây nha, đây là phải nói là rất yêu em, nó là sinh năm 2005 quý anh chị. Và đây thì ngày hôm nay phải nói là anh chị cần những mẫu xe mà chẳng hạn như là em Trung giới thiệu luôn. Đây là một mẫu xe Hyundai Glover. Thì xe này hôm vừa rồi nhiều anh trai, chị gái hỏi là có cái mẫu xe là số tự động mà đi vườn, đi dãy, hai cầu được không, che mưa, che nắng quý anh chị. Đây quý anh chị này, nhìn giống như là một im siêu xe chưa. Hộp diêm vuông vắn, khỏe khoắn. Đặc biệt em nó phải là giống như là một em G63 luôn quý anh chị nha. Biển số thủ đô Hà Nội 8533 quý anh chị nha. Đấy, phải nói là
Rất yêu cho quý anh chị thì anh chị đã thấy được cái là nước sơn của em nó rất là đẹp, và xe này em Trung đã có video chi tiết rồi. Có những gia chủ xài cái này chơi cái sơn quẹt 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 thế này nè, lên nó hơi xấu thôi. Nên mà đang trong cái xung quanh mình mẩy của em nó anh chị, nước sơn rất đẹp luôn. Tiếp tục quý anh chị vô trong cái phần nội thất của em nó. Đây, anh trai này anh khóa cửa là sao? Nội thất của em nó rất đẹp cho quý anh chị nha. Đặc biệt thêm nữa là giá bán cho quý anh chị chỉ với 99 triệu thôi. Đây thì anh chị đã thấy đằng bên đây em Trung đang còn một mẫu Commando đó quý chị. Nên nói chung là phải nói là trên cửa hàng của em Trung thì ngày hôm nay rất nhiều các hãng xe và rất nhiều gọi là những cái thương hiệu nổi tiếng đến với ô tô Quang Trung quý anh chị nha. Đây quý anh chị phải nói là rất đẹp cho quý anh chị một mẫu xe Commando đó, em của mẹ G63 quý anh chị. Thì xe này em Trung đã có video chi tiết rồi. Thì xe này dành cho anh chị nào mà đam mê, muốn sở hữu, muốn gọi là off-road hoặc là muốn về đi chơi đó. Thế bây giờ so với bây giờ em Trung cân đối, chẳng hạn như bây giờ so với tầm khoảng 200 triệu đó, anh chị bỏ ra 200 triệu đi một cái xe gì bây giờ đúng không quý anh chị? Số tự động, máy dầu, hai cầu đúng không quý anh chị? Không? Chỉ với 200 triệu thôi. Nhưng bây giờ anh chị thử nghĩ, bây giờ anh chị mua một cái xe này về chẳng hạn như hơn 100 triệu, anh chị vô bộ mâm bộ vỏ bây giờ hết, bây giờ cái bộ mâm bộ vỏ hết cũng vài chục triệu rồi đó. Và đèn đóm tất cả cái đằng trong đúng không quý anh chị? Để mà dọn lên một cái xe đăng kiểm từ tháng 10 năm 2023, và đặc biệt thêm nữa anh chị chỉ cần để mà dọn lên một cái xe nó kỳ công lắm, nó từng chi tiết quý anh chị. Đây quý anh chị, em nó là máy mẹt nha quý anh chị nha. Đây logo thương hiệu này, màn hình Android này, cam hành trình này, số tự động nha, hai cầu quý anh chị nha. Rất yêu chưa, phải nói là đỉnh của chóp quý anh chị. Rất yêu cho quý anh chị nha quý anh chị này. Dàn vỏ thì em nó vừa mới lên được cái đôi dép và bộ mâm cũng rất là đáng yêu luôn, mới như quý anh chị nha. Mâm vỏ không là hết anh chị cả vài chục triệu rồi đó. Giá bán cho quý chị chỉ với 200 triệu thôi. Nên là ngày hôm nay thì phải nói là rất nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị trên cửa hàng của em Trung. Và đặc biệt thêm nữa thì chỉ với 20 triệu rồi quý anh chị, 20 triệu đằng bên kia nha quý anh chị nha. Chút xíu em Trung sẽ quay cho quý anh chị. Nhưng phải nói là ngày hôm nay em Trung cũng xin phép quý anh chị rằng cho em Trung xin ít thời gian và cập nhật những mẫu xe trên cửa hàng. Anh chị cần những mẫu xe tập chạy, tập lái hoặc về kinh doanh dịch vụ thì alo cho em Trung. Đấy quý anh chị phải nói là rất nhiều sự lựa chọn nhá. Và đây thì em Trung giới thiệu cho quý anh chị một mẫu xe Mazda CX-5. Em nó là 2018. Dàn chân của em nó thì em Trung cũng vừa mới lên cái bộ mâm của em nó rất là đáng yêu luôn. Cái bộ mâm này 32 củ quý anh chị nhá. 32 triệu cái bộ mâm này. Nó mua về để chạy chơi, nên là anh chị nào mua cái xe này thì em Trung sẽ ráp lại cái bộ mâm zin của em nó nha quý anh chị nhá. Tiếp tục quý anh chị. Cái xe này thì nó một chủ từ đầu, Mazda CX-5 2.5 full rồi quý anh chị. Đây quý anh chị này, số tự động. Nói chung là để mà về nói tới cái công nghệ, về nói với mọi chức năng trên xe này thì phải nói là gọi là siêu công nghệ rồi. Anh chị nhìn từng những bông gió này, giống y chang những cái xe gọi là xe sang quý anh chị nhé. Thương hiệu đẳng cấp quý anh chị này. Đó, tất cả cái phải nói rất đẹp cho quý anh chị. Một mẫu xe Mazda CX-5 2018 2.5 nha quý anh chị nha. Giá bán cho quý anh chị, đây quý anh chị này, 2.5. Full được quý anh chị, nó phải nói là rất đẹp cho quý anh chị. Thì cái xe này này em Trung đang để trong này để rửa giấy quý anh chị nha. Và giá bán cho quý anh chị chỉ với 630 triệu thôi quý anh chị. Thì ngày hôm nay phải nói là tràn ngập những mẫu xe. Và tiếp tục đây thì anh chị đã thấy đằng bên đây thì em Trung đang còn một cái mẫu xe. Thì tụi mày cứ làm đi. Hả? Em nói là Toyota Fortuner, máy dầu nha quý anh chị nha. Nói chung là đời 2009, chỉ với 410 củ thôi quý anh chị. Thì xe này em Trung đang cho em nó vô để đánh bát lại, dọn dẹp, tẩy rửa, xử lý lại công nghệ 4.0 quý anh chị. Dàn vỏ em nó quý anh chị nha, vừa mới được thay bộ cái dàn vỏ Michelin rất là đẹp quý anh chị, vỏ xịn luôn. Dàn vỏ này không khá là nhiều tiền. Tiếp tục quý anh chị vô trong cái phần nội thất của xe này thì em cũng cam kết quý anh chị không một lỗi nhỏ quý anh chị nha. Đây màn hình Android này, cam hành trình đầy đủ cho quý anh chị, và đặc biệt quý anh chị yêu chưa, phải nói là tem mạc này rất mới. Thì cái xe này em Trung cũng chỉ cho em nó vô để tẩy rửa xử lý công nghệ 4.0 và bát chép lại cho nó mới lại thôi, chứ không cần phải làm bất cứ thứ gì nữa rồi. Lên cái xe này anh chị mua về chỉ việc đi, không cần phải làm cái gì nữa nhá. Mẫu xe Toyota Fortuner đó quý anh chị, em nó là máy dầu 2009, giá chỉ với 410 triệu thì anh chị đã thấy tràn ngập những mẫu xe trên cửa hàng. Và đặc biệt thêm nữa thì anh chị đã thấy chỉ với 20 triệu đâu quý anh chị. Đây là một mẫu xe Daewoo Xilo quý anh chị, em nó thì phải nói là đẳng cấp thương hiệu quý anh chị. Được cái cỏ cỏ thôi, 20 củ thôi, nhưng mà được cái bộ mâm rất yêu này rất đẹp luôn. Đặc biệt thêm nữa thì riêng những cái dòng xe này thì chạy nó phải nói là rất là lành. Và đặc biệt thêm nữa,
bao quý anh chị chạy từ Nam tới Bắc, nên mọi vấn đề anh chị cũng cần suy nghĩ. Xe này cũng vừa mới hết đăng kiểm tháng 2 năm 2023, đó vừa hết được mấy tháng rồi quý anh chị. Thì xe này tất cả cái thì anh chị chỉ với 20 triệu thôi, đó bán cho anh chị về tập chạy, tập lái hoặc là đăng kiểm, tất cả cái đều ok hết nha quý anh chị nha. Và đây thì anh chị đã thấy còn một mẫu xe Brado. Xe này thì em nói là Toyota Land Cruiser Brado, thì xe này hôm vừa rồi em Trung đã có video chi tiết rồi. Đây là nhiều khi anh chị mà quan tâm cái mẫu xe này và sở thích, cái đam mê, nó thuộc cái diện là hàng hiếm quý chị, khó tìm lắm. Tại vì trên thị trường Việt Nam của em nó thì chỉ có được lăn quăn đâu đó tầm cỡ khoảng 5-6 em này thôi. Nên là hôm bữa vừa rồi em Trung mua cái xe này về cũng không cần phải trả giá, mà cũng không cần phải nghĩ là nói nhiều xuống là mua đúng không chị. Nên là thích, sở thích cái đam mê, cái gọi là cái hàng độc. Nói chung là em Trung là thích cái hàng độc của em nó quý anh chị. Đây quý anh chị này. Nên là bởi vậy so với cái tầm tiền thì nhiều anh nhiều chị thấy nó hơi cao. Nhưng mà để mà tìm em nó để đi mua thì em Trung dám cam kết quý anh chị là không có đâu. Hai bên đều là ghế chỉnh điện hết quý anh chị nha. Tapi tất cả cái phải nói là từ những cái keo chỉ này. Nói chung là cái hàng này hàng độc, hàng hiếm. Nên anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. Đây quý anh chị. Bộ ghế rất đẹp luôn. Tapi này. À, keo chỉ này. Và đặc biệt thêm quý anh chị, trần em nó là trần da lộn nha. À, rất đẹp luôn, anh chị nhìn thấy cái nội thất của em nó là rất yêu rồi. Đây là cái em nó là Toyota Land Cruiser Brado, máy dầu hai cầu số tự động quý anh chị nha. Hàng hiếm có tìm. Đó. Nên là nhiều khi anh chị bỏ tiền nhưng mà những dòng này quý anh chị nha. Bỏ tiền ra nhưng mà thật sự có tiền nhưng mà mua nó cũng không được đâu. Khó lắm, tại vì cái dòng này dòng hiếm mà. Trên thị trường Việt Nam thì có tầm khoảng vài chiếc thôi. Anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. Vào đây thì một mẫu xe Ford Escape quý anh chị. Em đó thì sinh năm 2004 2.0, số sàn thì quý anh chị nha, máy 2.0 thôi. Được cái là chạy tiết kiệm, thì riêng xe này thì anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Lên cái xe này thì bởi vậy anh chị đi vườn đi dãy đồi núi rất là ok luôn, đường lầy các anh chị. Chỉ có xe cơ quan nhà nước mới có được cái xe nó đẹp như vậy quý anh chị. Từng cái, những cái tapi này, tất cả cái quý anh chị yêu chưa, từ những cái nút nhựa này, từ những cái nút gọi là kính bấm này, chưa có một dấu mòn đúng quý anh chị nhá. Phải nói là rất yêu cho quý anh chị một mẫu xe Ford Escape. Giá phải nói là cực kỳ là yêu và hấp dẫn cho quý anh chị. Xe này thì nó zin từ đầu tới đuôi rồi quý anh chị. Từ A tới Á luôn, đặc biệt thêm nữa là quý anh chị. Giá rất yêu thương luôn. Đó. Chỉ với 170 triệu cho quý anh chị, bớt cho quý anh chị 5 triệu còn 165 triệu cho quý anh chị. Nước sơn zin hầu như cả con quý anh chị nhá, nước sơn zin hầu như cả con quý anh chị. Vô cái phần nội thất của em nó quý anh chị yêu chưa? Phải nói là máy của em nó thì gọi là chín rồi quý anh chị. Đây, anh chị nó đẹp hay không quý anh chị này, từng cái nút nhựa này, đây, từng những khe kẽ này, từ những cái gọi là những kính bấm này, rất yêu cho quý anh chị, phải nói là rất đẹp, tem mạc. Xe này chỉ có bụi, chỉ có dơ thôi. Bởi vậy tại sao mà chỉ có bụi thôi nha quý anh chị nha. Anh chị đã thấy nhìn form dáng của em nó thì phải nó rất yêu rồi. Nên phải nói là em nó sinh năm 2004 2.0 hai cầu, bán cho quý anh chị với giá rất là yêu thương, chỉ với 165 triệu. Đây thì cái xe Fortuner này em Trung cũng vừa mới về để dành dành, em Trung cũng lên video chi tiết cho quý anh chị luôn. Em nó được sinh năm 2017 quý anh chị nha. Và đây nữa thì anh chị còn những cái mẫu xe, chẳng hạn như là anh chị đam mê những cái mẫu xe chẳng hạn BMW này, 318i như quý anh chị nha, biển số Lâm Đồng, được cái biển số cũng rất là yêu luôn, rất là đẹp. Và đặc biệt thêm nữa giá phải nói là rất yêu cho quý anh chị. Thì anh chị cần những mẫu xe này mà chẳng hạn như là về muốn trải nghiệm tay lái này, về chẳng hạn như là muốn độ mạnh mẽ của em nó, alo cho em Trung và giá đặc biệt rất yêu thương luôn. Xe tiền tỷ nhưng bây giờ chỉ với 160 củ khoai thôi quý anh chị, rất yêu luôn. Được cái thì anh chị đã thấy nước sơn của em nó rất là đẹp nha. Nên là anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung. Trên cửa hàng thì phải nói là còn rất nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Em nó BMW 318i nha quý anh chị nha. Và đây thì đằng bên đây em Trung đang còn một cái mẫu xe Ford Winchester bán tải 2017, đăng ký 2018. Dàn vỏ này em Trung bỏ cái dàn vỏ của em nó vô. Đó, còn cái dàn vỏ zin của em nó cất trong nhà quý anh chị. Và đặc biệt thêm nữa quý anh chị nha, xe này phải nói là rất là đẹp quý anh chị. Hàng hiếm nha quý anh chị nha. Em nó là Ford Winchester cuối đời rồi. Nó là cái bản này là bản đủ, bản cao cấp nhất rồi quý anh chị này. Đây tất cả cái anh chị nhìn từng những nội thất của tất cả cái. 2017 mà đăng ký 2018 quý anh chị nha. Rất yêu, bù loang ốc vít chưa có một dấu mở. Và đặc biệt thêm nữa thì sơn zin còn tới 80-90%. Chỉ có vậy là nó là. Anh chị cần những mẫu xe chẳng hạn về ngắm, chiêm ngưỡng để sở hữu cái độ mới hoặc là cái độ zin của em nó thì alo cho em Trung. Giá cao hơn thị trường chắc tầm khoảng 20-30 quý anh chị. Thì giá bán cho quý anh chị chỉ với 650 triệu nha. Một mẫu xe Ford Winchester 3.2 số tự động. Thì nói chung là ngày hôm nay phải nói là rất nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Và đây nữa thì một mẫu xe tải, em nó là 3 tấn rưỡi Isuzu 2022 và giá rất yêu thương luôn.
anh chị chỉ cần bỏ ra 270 triệu và hỗ trợ cho quý anh chị 300 triệu nhé. Banh ngân hàng. Và đây, cái xe này thì em nói là Toyota Land Cruiser quý anh chị. Xe này thì em trung bán cho khách rồi, thì đang dọn dẹp lại tất cả cái, thì anh chàng mà anh trai mà có coi được thì chạy ra lấy xe về nhá. Và đặc biệt thì nên chung anh trai này anh rất là chơi, thì anh chị đã thấy trên cửa hàng của em Trung thì phải nói là rất nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị nhá, tràn ngập tất cả một cái đó. Thì anh chị cứ quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung. Thì ngày hôm nay em Trung cũng chỉ có test thử một em kia cho quý anh chị chạy thử luôn, test thử luôn. Được cái là tay lái rất là nhẹ nhàng, và nhiều anh nhiều chị hỏi em Trung là quay cái em đó quý anh chị. Đây quý anh chị nha, thì ngày hôm nay thì em Trung sẽ test một em này. Được cái là lướt sơ một vòng đúng quý anh chị. Phải nói là cái này nó thuộc cái hàng độc mà. Ngày vừa rồi em Trung đã quay chi tiết rồi, nhưng mà phải nói là chưa có test thử quý anh chị. Nhiều anh chị hỏi em Trung, anh chị này từng những cái đinh bấm, đinh tán này, nó phải nói là rất đẹp luôn. Đó, được cái em nó là 7 chỗ ngồi, và đặc biệt trần của em nó rất yêu luôn quý anh chị. Đây là anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung, 260 triệu. Đây cầm cái được cái là số thì riêng cái dòng này thì phải nói là số thì em nó là máy dầu quý anh chị nha. Nên là mọi chức năng đang đều hoạt động hết quý anh chị. Số thì tay lái vẫn rất là nhẹ, đặc biệt thêm nữa thì em nó là điều hòa auto nha quý anh chị nha. Đó. Số thì rất ok, cái này màn hình nó hơi nhỏ chút xíu. Máy móc thì êm thì thầm một số luôn quý anh chị. Đời này thôi, em nó là nhập khẩu 2006, nhưng mà phải nói là tích hợp xi nhan, tích hợp vô lăng này đầy đủ cho quý anh chị. Đó. Tất cả mọi chức năng đang đều hoạt động hết. Em Trung sẽ chạy thử và lướt một vòng luôn. Đây, trang bị cam hành trình, nói chung là đầy đủ túi khí. Đó. Số là coi như là chạy phải nói là rất êm ái, được cái tay lái rất nhẹ luôn. Cái xe này anh chị đâu, đi lên cái xe nhưng mà phải nói là cái số nó nhảy, nhưng mà nó không có cái độ giật giật như những cái xe đời cũ, những cái xe khác của anh chị. Em nó là lốc cửa, xe này là phải nói là anh chị chạy là lốc cửa tự động luôn nha, chứ không phải là những cái xe khác đâu. Nó cái này nó hàng độc mà, máy dầu nó quý anh chị, hai cầu, số tự động quý anh chị. Được cái tay lái rất nhẹ luôn. Chỉ cần xài một ngón tay của anh chị. Đây là giá bán cho anh chị chỉ với 265 triệu. Thì phải nói là hôm vừa rồi thì nhiều anh chị hỏi em Trung là quay test thử cái xe này nó như thế nào. Rồi chút xíu em Trung về sẽ quay lướt sơ một vòng luôn cho quý anh chị, và test chạy thử luôn. Được cái số thì chạy vậy nó là rất là mượt quý anh chị. Anh chị nhìn từng những cái tappy này. Đó. Những cái tappy của em nó thì phải nói là rất là đẹp luôn. Đó. Đặc biệt thêm nữa thì cái hàng này nó được cái nó rất là rộng, nó y chang cái thằng 9 chỗ quý anh chị. Nó rộng y chang thằng 9 chỗ. Anh chị nhìn từng những cái tay nấm cửa, đặc biệt thêm nữa có cửa sổ trời luôn nha quý anh chị nha. Đây. Có cửa sổ trời luôn. Không biết còn hoạt động không, nhưng mà em Trung sẽ thử kiểm tra lại em nó xem là có hoạt động. Tất cả mọi chức năng cái xe này thì hôm vừa rồi em Trung lên tay lái không? Rất là nhẹ luôn quý anh chị. À, xoa thôi. Đây là hôm vừa rồi em Trung cũng có lên, nhưng mà nhiều anh chị hỏi em Trung là test thử xem là nó như thế nào để chạy lên để lấy chạy về quý anh chị. Được cái là số thì anh chị cũng cần phải suy nghĩ là được cái số tự động, nhưng mà cái đời này thôi, nhưng mà phải nói là rất là mượt. Chẳng hạn như là anh chị muốn đi số sàn nhá, anh chị gạt về cái đó, gạt về đằng bên này này quý anh chị này. À. Đây quý anh chị, cái lấy số của anh chị đây nhá, cộng trừ này, đây, lên xuống này. Đó, là cái gạt nhỏ nhỏ này thôi, chứ không phải là bình thường những cái anh chị đẩy cái thằng này, nhưng mà không phải. Đằng bên hông này nó có một cái lãi gạt đây quý anh chị này. Đó. Tất cả cái anh chị muốn lên số hoặc muốn giảm số, tất cả cái đầy đủ cho quý anh chị. Đó. Rồi, trở về số D thì anh chị trở về số D thì mọi vấn đề đó thì nó tự động nó nhảy số thôi, anh chị không cần phải tác động tới nó nữa. Và đặc biệt thì quý anh chị, nói chung là so với một cái gia đình anh chị đi một cái xe như này thì phải nói là lâu lâu mình chở gia đình mình đi chơi hay là con cái, tất cả cái lăn quăn cũng phải nói là thật sự ô tô bây giờ quá rẻ quý anh chị. Ngày xưa nó sản xuất ra thì cái xe nó nhập về nói chung là cũng khá nhiều tiền quý anh chị nha. Cái xe này nó là song dong, gọi là tên của nó là cái gì, nói chung là đồ đạc xe này thì nó nhiều lắm nhá quý anh chị nhá, chứ không phải là nó thiếu đâu. Đồ cho xe này thì rất nhiều,
Nhạc nhẽo thì lên trên này phải nói là nhạc cứ đùng 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 quý chị, nhưng mà em Trung cũng tắt cái nhạc đi chứ bây giờ để nó sợ nhiều khi là nó dính cái bản quyền quý chị. Đâm ra là em Trung cũng không có để nhạc. Thì em Trung sẽ quay lướt sơ tất cả mọi cái xe này cho quý anh chị từ trong ngoài, máy móc. Riêng máy của em nó thì nổ không, anh chị không cần suy nghĩ đâu. Phải nói là tiếp tục quý anh chị. Phải nói là một cái xe, mẫu xe nó thuộc cái diện là hàng này là nó hàng độc quý anh chị này. Đây là anh chị đã thấy cửa sổ trời tất cả cái nó đầy đủ cho quý anh chị luôn. Được cái màu cũng rất là yêu luôn quý anh chị nha. Đây. Bộ này là cái bộ ghế da, này là bộ ghế da zin, nhưng mà cái đây quý anh chị. Do cái anh trai anh đi anh phải sơn làm lại cái này nhưng mà nó không được đẹp. Anh chị quan tâm mẫu xe này em Trung sẽ tặng lại cho quý anh chị cái bộ ghế. Mình bây giờ những cái xe này bây giờ mình đâu có cần phải là zin đâu quý anh chị đâu. Ghế này nó bao nhiêu năm, thời gian bao nhiêu năm tháng rồi, nó đã nứt rồi. Mình may bộ ghế mới cho nó đẹp quý anh chị. Tất cả một cái. Thì anh chị nhìn từng những cái táp bi nó rất đẹp luôn. Và củ máy của em nó thì anh chị cũng cần xứng, anh chị nhìn từng cái tem mạc keo chỉ tất cả một cái. Rất đẹp luôn, được cái màu đỏ rất là sáng chói luôn quý anh chị nha. Đây cái bộ ghế da của em nó thì nó nứt theo thời gian và năm tháng, thì những cái xe này thì nó tự động nó nứt à, chứ không phải là bây giờ anh chị ngồi lên tất cả cái. Đặc biệt thêm nữa, cái này của em nó là cái lốc cửa quý anh chị, nhìn rất yêu chưa? À. Đấy, tất cả cái rất yêu luôn. Kính bấm này, sưởi ghế luôn nha quý anh chị nha. Đằng sau quý anh chị nha, đây. Đằng sau của em nó có sưởi ghế luôn này. Đây, tất cả một cái. Sàn của em nó được lên bộ sàn 5D. Đằng sàn của em nó đang có bộ sàn nỉ. Tiếp tục dở luôn cái phần máy luôn. Đây quý anh chị. Vỏ lốp của em nó quý anh chị này, được bộ mâm rất đáng yêu, vỏ lốp rất dày, rất to và chạy nó rất đầm êm quý anh chị. Thế anh chị đã thấy phải nói là một cái mẫu xe hàng hiếm khó tìm, và đặc biệt thêm nữa cái hàng này nó là hàng thuốc chuột, hàng độc quý anh chị. Lên tem mạc này. Bởi vậy tại sao mà em Trung cũng lúc nào cũng muốn là thích ba cái xe khủng khoằm và lằng nhằng về bán cho quý anh chị. Hàng độc quý anh chị này. Đây quý anh chị này. Tất cả mọi chức năng này, thấy không? Gọi là những cái kính bấm này, này, gập gương này. Vô lăng tích hợp sinh nhan tích hợp vô lăng này quý anh chị này. Tất cả một cái, hai cầu số tự động quý anh chị, máy dầu quý anh chị. Đặc biệt thêm nữa, cửa sổ trời. Đấy, tiếp tục em Trung sẽ xử lý luôn coi xe nào không biết nó có cái này không biết nó có cửa sổ trời nó từ từ nó tìm ở đâu ra. Cái này không biết nó mở đâu ta. Từ từ để chút xíu em Trung sẽ kiểm tra. Đấy, đang hoạt động như quý vị nha. Đây. Tất cả mọi chức năng đang đều hoạt động hết cho quý vị nha. Đây, cái nấm này là nấm xoay được quý vị này. Đây. Ốc phần là mở ra này, lóc là đóng này. Đấy. Anh chị xoay này theo chiều kim đồng hồ. Tất cả mọi chức năng đang đều hoạt động, đèn đóm này. À, được cái trần của em rất đẹp luôn. Và đặc biệt thêm nữa quý vị này. Nó còn gọi là nó bầu trời công nghệ luôn quý anh chị này. Hai cầu nha. Đấy. À, tầng nhanh tầng chậm này, nó sấy ghế sưởi ghế này đầy đủ này, cái này ghế tài ghế phụ này quý anh chị này, làm thoại rảnh tay tất cả một cái. Phải nói là cái xe là chức năng quá nhiều đúng quý anh chị. Đây ghế chỉnh điện luôn, anh chị nhìn từng cái tem mạc phải nói là rất yêu chưa. Đây keo chỉ tất cả một cái, yêu chưa. Tiếp tục quý anh chị, vô cái phần máy của em nó thì anh chị đã thấy gọi là cái cụm đèn của em nó rất sáng luôn. Xe này đăng kiểm vừa mới đăng kiểm luôn quý anh chị nha. Rất đẹp luôn. Tiếp tục quý anh chị. Cổ máy của em nói quý anh chị này, không có gọi là một miếng nhớt để mà xì xẹp quý anh chị. Yêu chưa? Phải nói là rất yêu. Rất là khủng khoằm quý anh chị. Tiếp tục em Trung sẽ mở luôn cái nắp nhớt cho quý anh chị. Cái xe này phải nói là đây, anh chị chỉ cần mở cái kim nhớt này lên có đâu không có một miếng khói luôn. Rất yêu cho quý anh chị một mẫu xe 7 chỗ ngồi, to như là một chị em 9 chỗ quý anh chị, mà giá phải nói là cực kỳ là yêu. Và anh chị thấy không, cái xe này anh chị đứng ngoài gọi là không máy dầu thôi nhưng mà không nghe tiếng máy nổ, rất đẹp trai quý anh chị. Tiếp tục quý anh chị, đăng kiểm em nó thì vừa mới đăng kiểm luôn đấy quý anh chị nha. Nên là phải nói là rất yêu cho quý anh chị. Thì anh chị quan tâm mẫu xe nào ngày hôm nay thì alo cho em Trung. Đó thì tối cuối video thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống, và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo nhé.